Hello, xin chào các bác nhé. Chào mừng các bác quay lại kênh YouTube của hàng bãi giá rẻ. Từ clip thì em lên cho bác một em máy này, nó là cái máy gì em cũng không rõ. Để em cùng các bác cùng trải nghiệm xem nó là máy gì nhá. Các bác xem thì các bác để em phần bình luận xem đây nó là cái máy gì. Đấy, đây này. Đây các bác nhìn này. Make in đây nhá. Make in Italia nhá, là nghĩa là thằng của thằng Ý ấy, xuất cho Nhật. Thì em về lô hàng nó lẫn con này vào đây em không rõ nó là con gì nữa. Đây hình như nó giống như con máy đánh trứng hay là máy đảo gì các bác nhá. Đó, tháo cái tay quần tháo ra này. Xoay nắp này, nhấc ra nhá. Đấy, để các bác nhìn trong này. Cầm con này nó phải tầm 1,5 cân nhá, rất nặng nhá. Đây này. Cái lòng lốc của nó này khá là đẹp nhá. Công nghệ của Ý và tiêu chuẩn của Nhật chỉ phải nói là để cái nhựa này. Khá là ok các bác nhá. Đây. Đây này, hình như có cái này, có cái nước chống nóng hay sao các bác này. Rất nặng nhá. Đấy. Đây. Đây là cái thằng nó là Maisukuri Mự. Maisukuri Mự Meka. Meka là xuất xứ từ thằng Ý nhá, Italia đấy. Nên là make in ra Italia đấy. Điện 100V này, công suất của nó là 14W nhá. Đây này, tay cầm của nó cũng là make in Italia luôn này. Đó. Thì cái này em về như này, nó như thế này. Các bác nào hay độ chế thay cho cái này, nó bị mất cái tay đảo thì không rõ nó như thế nào. Các bạn có độ chế ở đây nhá. Đấy, để em cắm cho các bác xem. Test điện luôn này. Để úp vào để test điện cho các bác xem. Hoạt động bình thường các bác nhá. Đấy. Điện 100V thì em cắm đây các bác nhá. Ổ 100V đi nhá. Đấy, cắm ổ 100V này. Đấy. Các bác nhìn cái tay cái quay chưa? Đấy nhá, tay quay bình thường nhá. Đấy, thì con này em bán với giá là 400k các bác nhé, 400k. Bác nào chốt hàng thì vui lòng liên hệ với em nhé, 0983 329 755, chúc em với. Em chào các bác, hẹn các bác ở clip tiếp theo ạ. Đây, em tháo ra quay này. Đây. Quay đấy.